áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với trang vietsach.com, khóa học chữa các bài tập trong sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đến với bài đầu tiên, bài 1, tự hào về truyền thống quê hương. Câu hỏi đầu tiên ở phần mở đầu trang 6. A. Theo em, các hình ảnh trên nói về những truyền thống nào của quê hương? B. Hãy chia sẻ hiểu biết của em về các truyền thống quê hương qua bức ảnh trên. Với yêu cầu A, các em có thể trả lời như sau. Các hình ảnh trên đề cập đến: hình ảnh đầu tiên đề cập đến truyền thống yêu nước. Hình ảnh số 2 đề cập đến trang phục truyền thống. Hình ảnh số 3 đề cập đến điệu múa hay nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Hình ảnh số 4 đề cập đến văn hóa ẩm thực truyền thống. Yêu cầu B, các em có thể chia sẻ những hiểu biết của mình. Ví dụ, bức ảnh A là tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, được đặt tại vườn hoa Vạn Xuân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Bức tượng tôn vinh những chiến sĩ đã sẵn sàng hy sinh xương máu để giành và bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Bức ảnh 2 là hình ảnh người Dao đỏ ở Lào Cai trong trang phục truyền thống, trong đó nổi bật nhất là chiếc khăn đội đầu màu đỏ mang đến cảm giác rực rỡ, ấm áp. Bức ảnh số 3 là điệu múa truyền thống của người Chăm ở Khánh Hòa. Đây là điệu múa đội lu, mô phỏng cô gái Chăm lấy nước bên bờ suối hay dâng nước lên tháp. Bức ảnh số 4 là hình ảnh bánh khọt, món ăn truyền thống của người Nam Bộ. Đây là loại bánh được làm từ bột gạo hoặc bột sắn, có nhân tôm, được nướng khi ăn kèm với rau sống, ớt tươi và nước mắm pha ngọt. Câu hỏi ở giữa bài. Câu hỏi đầu tiên ở trang 7. A. Những thông tin trên giới thiệu truyền thống nào của tỉnh Bắc Ninh và Bến Tre? Em có suy nghĩ gì về truyền thống đó? B. Hãy kể tên những truyền thống ở quê hương em và chia sẻ cảm nhận của em về những truyền thống đó. C. Truyền thống của quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? Với yêu cầu A, thông tin số 1 đã phản ánh về truyền thống hát dân ca quan họ của người dân Kinh Bắc. Thông tin số 2 phản ánh về truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân Bến Tre. Từ đó ta có thể rút ra nhận xét, những truyền thống trên đều là những truyền thống tốt đẹp, quý báu và đáng tự hào của quê hương Kinh Bắc, Bến Tre nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung. Với yêu cầu B, lưu ý, học sinh có thể tự trình bày các truyền thống của quê hương em. Các em có thể tham khảo bài dưới đây. Một số truyền thống ở quê hương Hà Nam như hội võ Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, lễ hội tịch điền Đoại Sơn, xã Đoại Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, lễ hội đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, lễ hội đền Bà Đanh, thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Với yêu cầu C, các em có thể trả lời theo hướng như sau. Thêm, truyền thống quê hương giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công. Câu hỏi ở trang 8. A. Trong những trường hợp trên, các bạn đã có những hoạt động gì để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương? B. Theo em, học sinh cần làm gì để gìn giữ và phát huy truyền thống của quê hương? Với yêu cầu A, thông tin số 1. Các bạn học sinh đã lập nhóm tìm hiểu lịch sử, sưu tầm hình ảnh, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử và ghi lại, chia sẻ lên cổng thông tin điện tử của trường. Thông tin số 2, bạn Hòa đã rủ mọi người cùng tham gia câu lạc bộ trang phục may theo truyền thống. Thông tin số 3, Bình đã tham gia đội thanh niên tình nguyện cùng các anh chị thanh niên tình nguyện nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường trong lễ hội Chùa Hương. Yêu cầu B, theo em, để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, học sinh cần tôn trọng sự đa dạng văn hóa vùng miền, kính trọng, biết ơn những người có công với đất nước, tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa của địa phương, lên án, ngăn chặn những hành vi làm ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc. Câu hỏi đầu tiên trong phần luyện tập.
Em tán thành hay không tán thành những quan điểm nào dưới đây? Vì sao? A. Tự hào về truyền thống quê hương cũng chính là tự hào về nguồn gốc của mình, về dòng họ tổ tiên của mình. B. Nghề thủ công truyền thống không còn là niềm tự hào của quê hương vì không phù hợp với cuộc sống hiện đại. C. Những câu chuyện cổ dân gian, những làn điệu dân ca địa phương là một phần của truyền thống văn hóa quê hương. Ở phần này, các em có thể trả lời theo hướng như sau. Em tán thành với ý kiến A, vì truyền thống của quê hương đất nước là những giá trị tốt đẹp của cả vật chất và tinh thần, về những giá trị vật thể và phi vật thể, đã được sáng tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó, tự hào về truyền thống quê hương cũng chính là tự hào về nguồn gốc của mình, về dòng họ tổ tiên của mình. Em không tán thành với ý kiến B, vì nghề thủ công truyền thống cũng là một nét đẹp của quê hương, do cha ông ta truyền lại, cần được giữ gìn. Em tán thành với ý kiến C, vì truyền thống của quê hương đất nước bao gồm cả những giá trị vật chất và tinh thần, những giá trị vật thể và phi vật thể. Vì vậy, những câu chuyện cổ dân gian, những làn điệu dân ca địa phương là một phần của truyền thống văn hóa quê hương. Ở phần luyện tập số 2, trang 9, em hãy liệt kê những việc làm nên làm và không nên làm để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương. Chúng ta có thể lập bảng và sau đó liệt kê các truyền thống như sau. Lễ hội truyền thống, nên làm, tự hào về truyền thống, tham gia lễ hội tại địa phương, quét dọn đền chùa. Không nên làm, bôi nhọ truyền thống, xả rác bừa bãi trong lễ hội, khuôn viên di tích. Truyền thống trang phục dân tộc. Nên tôn trọng trang phục của các dân tộc khác, tìm hiểu, tham gia các câu lạc bộ về trang phục truyền thống, trải nghiệm mặc thử các bộ trang phục, giới thiệu tới mọi người những bộ trang phục truyền thống. Không nên phân biệt kỳ thị trang phục vùng miền, phê phán chê bai trang phục lỗi thời. Ở phần luyện tập số 3, trang 9, em đồng tình hay không đồng tình với những hành vi của các bạn dưới đây? A. Ca cùng các bạn trong lớp lập nhóm tìm hiểu về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của thành phố nơi mình sinh sống. B. Trong lễ hội đầu xuân, M. theo một số anh chị đi chèo, kéo, khách để đổi tiền lẻ. C. A. Vận động các bạn trong lớp tham gia hội thi tự hào truyền thống quê hương do trường tổ chức. Các em có thể trả lời theo hướng sau. Em đồng tình với việc làm của bạn K vì K đang thực hiện những hành động tốt đẹp góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc. Em không đồng tình với việc làm của bạn M vì M đang thực hiện hoạt động làm ảnh hưởng xấu đến cảm nhận của du khách về lễ hội truyền thống. Em đồng tình với hành động của bạn A vì hành động của A giúp góp phần quảng bá truyền thống của quê hương tới mọi người. Phần luyện tập số 4, trang 9, xử lý tình huống. A. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, trường của H tổ chức lễ dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, các bạn tập trung nghe kể về những tấm gương hy sinh anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Trong khi các bạn trật tự ngồi nghe thì H lại chạy chơi, đùa nghịch khiến các bạn xung quanh mất tập trung. Em có đồng tình với hành động của bạn Hát không? Nếu là bạn của Hát, em sẽ khuyên Hát điều gì? B. Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, trường của T tổ chức cuộc thi nấu ăn giữa các chi đội. Khi cả lớp thảo luận, sẽ chọn nấu món gì? T đề xuất chọn các món ăn truyền thống của quê hương xứ Huế như bún bò, bánh bèo, nem lụi. Nhưng một số bạn lại cho rằng những món ăn bình dân như vậy không phù hợp để đi thi, nên chọn những món ăn nước ngoài sẽ mới mẻ và phù hợp hơn. Nếu là T, em sẽ thuyết phục các bạn trong lớp như thế nào? Với yêu cầu A, em không đồng tình với hành động của H. Nếu là bạn của H, em khuyên bạn nên ngồi trật tự lắng nghe về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không chạy nhảy, đùa nghịch. Đây là hướng trả lời các em có thể tham khảo. Với yêu cầu B, nếu là T, em sẽ thuyết phục các bạn trong lớp như sau. Những món ăn như bún bò, bánh bèo, nem lụi, tuy là những món ăn phổ biến, nhưng đó là những món mang đặc trưng của xứ Huế. Nấu các món ăn truyền thống đó trong cuộc thi cũng có nghĩa là chúng ta đang giới thiệu những món ăn đó đến với mọi người, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Câu hỏi đầu tiên trong phần vận dụng trang 9. Em hãy tìm hiểu về một số truyền thống của quê hương và thiết kế poster để quảng bá truyền thống đó. Lưu ý với phần này, các em có thể tự tìm hiểu và thiết kế poster về truyền thống của quê hương. Các em có thể tham khảo poster dưới đây về truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền. Như poster đầu tiên là kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, hay poster thứ hai là kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Yêu cầu vận dụng số 2, em hãy cùng các bạn trong nhóm tập một làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống hoặc một bài hát ca ngợi truyền thống quê hương để biểu diễn trước lớp. Với yêu cầu này, các em có thể tham khảo một số làn điệu dân ca như Trống cơm dân ca Bắc Bộ, Lý Ngựa Ô dân ca Huế, Cây Trúc Sinh dân ca quan họ Bắc Ninh, một số điệu múa truyền thống như múa Apsara của người Chăm. Và yêu cầu ở phần vận dụng này cũng đã khép lại phần chữa bài tập của chúng ta ngày hôm nay. Cô cảm ơn các em đã chú ý đón xem. Chúng ta hãy để lại ở phần bình luận và những ý kiến ở phía bên dưới để cô có thể biết và giải đáp các thắc mắc cho các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.